Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 9, Nga cho biết quan hệ đối tác với Trung Quốc không nhằm mục đích chống lại các nước thứ ba, nhưng hai cường quốc có thể hợp lực nếu phải đối mặt với mối đe dọa từ Mỹ. Cụ thể ngày 11 tháng 9, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết khi được hỏi về khả năng Mỹ đưa tên lửa tới Nhật Bản tập trận, tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng Moscow -và, và Bắc Kinh sẽ đáp trả chính sách ngăn chặn kép của Mỹ bằng hành động phản công kép. Japan Times đưa tin ngày 7 tháng 9 rằng Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typhoon tới Nhật Bản để tập trận quân sự chung, bà Zakharova phát biểu với các phóng viên ở cuộc họp báo hàng tuần. Rõ ràng là cả Nga và Trung Quốc đều sẽ phản ứng trước sự xuất hiện của các mối đe dọa tên lửa bổ sung và rất đáng kể và phản ứng của họ sẽ không mang tính chính trị. Điều này cũng đã được hai nước xác nhận nhiều lần. Bà cho biết Nga và Trung Quốc có quan hệ đối tác chiến lược nhưng không nhằm vào các nước thứ ba và việc phản công kép không mâu thuẫn với điều này. Bà Zakharova trả lời Reuters, đây là lập trường phòng thủ, đây không phải là sáng kiến, nhắm vào các nước khác. Nhưng nếu một chính sách tấn công hung hăng đang được thực hiện chống lại chúng tôi, tại sao chúng tôi không kết hợp tiềm lực của mình và đưa ra phản ứng đáp trả thích đáng? Tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký một thỏa thuận hợp tác không giới hạn vào năm 2022, vào tháng 5 năm nay, họ đã đồng ý làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược cho một kỷ nguyên mới. Hai nước chưa tuyên bố liên minh quân sự chính thức, mặc dù tuần trước ông Putin đã mô tả họ là đồng minh theo mọi nghĩa của từ này. Nga và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung, bao gồm các cuộc tập trận hải quân, bắt đầu vào ngày 10 tháng 9. Ông Putin đã giám sát việc triển khai các cuộc tập trận và cảnh báo Mỹ về các nỗ lực đánh bại Nga bằng cách xây dựng sức mạnh quân sự của mình ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thưa quý vị, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 10 tháng 9 cho hay, tuần này Mỹ sẽ thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Ông Blinken đã đưa ra những bình luận trên tại một cuộc họp báo cùng ngoại trưởng Anh David Lamby trong chuyến thăm London, hai ngoại trưởng sẽ tới Kiev trong tuần này, đánh dấu chuyến thăm chung cùng nhau, lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ. Kiev từ lâu đã hối thúc các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, cho phép nước này tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, sử dụng các vũ khí như tên lửa tầm xa Atak MS. Mỹ cho đến nay vẫn ngăn cản Ukraine làm điều đó do lo ngại leo thang xung đột với Nga. Ông Blinken có đặt câu hỏi có phải đã đến lúc cho phép Ukraine tự do sử dụng các tên lửa tầm xa được cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không? Theo Ngoại trưởng Mỹ, chủ đề này sẽ được thảo luận trong chuyến thăm cùng ông Lamy tới Kiev tuần này. Ngoại trưởng Blinken chia sẻ thêm, một trong những mục đích của chuyến đi là chúng tôi sẽ cùng nhau lắng nghe trực tiếp quan điểm của giới lãnh đạo Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chính xác là về việc Ukraine nhìn nhận các nhu cầu của họ như thế nào trong thời điểm này các mục tiêu cũng như những gì chúng tôi có thể làm để hỗ trợ những nhu cầu ấy. Ông Blinken nói, tất cả những gì tôi có thể nói với các bạn là chúng tôi sẽ chăm chú lắng nghe các đối tác Ukraine. Cả hai chúng tôi sẽ báo cáo lại cho Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thống Biden trong những ngày tới. Ngoại trưởng Mỹ đã cho biết Washington liên tục điều chỉnh và thích nghi dựa trên các điều kiện chiến trường, dựa trên những gì Nga đang hành động về địa điểm và phương tiện thực hiện. Ông Blinken nói thêm, Điều quan trọng là khi chúng tôi đưa ra những quyết định này, chúng tôi phải tính đến một số yếu tố quan trọng, không chỉ bản thân hệ thống mới quan trọng. Chúng ta phải đặt câu hỏi liệu Ukraine có thể sử dụng nó một cách hiệu quả hay không. Đôi khi điều đó đòi hỏi phải được đào tạo bài bản, điều mà chúng tôi đã làm. Họ có khả năng duy trì nó không? Một lần nữa, đây có phải là một phần của chiến lược hiệu quả không? Tất cả những câu hỏi đó chúng tôi liên tục tự hỏi mình. Trước đó ngày 10 tháng 9, Ông Andriy Zemak, người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, đã kêu gọi Mỹ cấp cho Ukraine quyền sử dụng vũ khí phương Tây chống lại các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga, cũng như chuyển giao tên lửa tầm xa và hỗ trợ tăng cường phòng không của chúng tôi. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 9, theo tờ In Messagero của Italy, Ukraine đã yêu cầu nước này sử dụng vai trò chủ tịch G7 để gây áp lực buộc Mỹ cung cấp thêm hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky coi Rome là người trung gian, có thể giúp thuyết phục Washington dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao số lượng lớn Patriot trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Ông Zelensky đã gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại diễn đàn Ambrosetti ở Cenobiro vào ngày 7 tháng 9, nơi hai bên thảo luận về viện trợ tiếp theo của phương Tây cho Ukraine. Bà Meloni cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine và lời hứa không bỏ rơi quốc gia này. Trước đó, các quan chức ở Kiev đã kêu gọi NATO cung cấp thêm các hệ thống phòng không hiện đại khi Nga tăng cường tấn công vào lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu quân sự. Truyền thông Italy đưa tin, Rome dự kiến sẽ tăng thêm một khẩu đội phòng không SAMT vào cuối tháng 9. Theo Defense Post, tính đến tháng 6, Ukraine hiện có 3 khẩu đội Patriot đang hoạt động. Tổng thống Joe Biden đã hứa rằng, Kiev sẽ nhận được thêm 5 khẩu đội nữa từ Washington và các đồng minh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Roy Austin nhấn mạnh, Tuần này, Washington đang tập trung vào những nhu cầu ưu tiên của Ukraine, bao gồm phòng không, hỏa lực và thiết giáp. Nga tuyên bố trước đó rằng một số bệ phóng Patriot đã bị phá hủy ở Ukraine. Moscow khẳng định không có lượng vũ khí nào của phương Tây có thể ngăn chặn quân đội của họ. Điện Kremlin đã cảnh báo vào tháng 6 rằng mỗi chuyến hàng mới đều làm tăng nguy cơ leo thang xung đột. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã nắm toàn quyền kiểm soát thị trấn novo cách thành phố trọng yếu Pokrovsk của Ukraine khoảng 15 km về phía Tây Bắc thành phố pokrovsk đang dần bị quân đội moscow tiến vào từ nhiều phía là nơi có một trung tâm hậu cần chính được lực lượng ukraine sử dụng để phục vụ cho khu vực phía đông donbass Đôn trong nhiều tháng lực lượng nga đã tìm cách giành thành phố này và trong những tuần gần đây tốc độ tiến quân binh lính nga dường như đã tăng lên chuyên gia quân sự mikhailo zirokov nói với bbc pokrovsk là một trung tâm rất quan trọng một trung tâm phòng thủ nếu chúng tôi mất pokrovsk toàn bộ tiền tuyến sẽ sụp đổ Ukraine xây nhà máy vũ khí dưới lòng đất. Tờ Kiev Independent dẫn tuyên bố đưa ra ngày 7 tháng 9 của ông Zelensky tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Ambrosetti ở Italy. Chúng tôi đang xây dựng các cơ sở ngầm để sản xuất vũ khí, để bình sĩ Ukraine có thể tự vệ ngay cả khi nguồn cung từ các đối tác của chúng tôi bị chậm trễ. Ông Zelensky đã tới Italy để gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp địa phương và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, khi Kiev tăng cường kêu gọi được, cung cấp thêm các biện pháp phòng không và viện trợ khác để đẩy lùi bước tiến của quân Nga. Nhà lãnh đạo này cho hay, Ukraine đã phát triển các loại máy bay không người lái và tên lửa mới để đem xung đột trở lại Nga. Trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Ambrosity tối ngày 8 tháng 9, Tổng thống Zelensky cho biết đã thảo luận một số chi tiết về kế hoạch chiến thắng của Ukraine với phái đoàn các nghị sĩ Mỹ tại Italy. Kế hoạch này sẽ được trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden và các ứng viên Tổng thống Kamala Harris và Donald Trump. Tổng thống Zelensky cũng cho biết, Ukraine thực sự trông đợi vào kết quả của cuộc trò chuyện sắp tới với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng rất quan trọng đối với Italy. Đức muốn xung đột ở Ukraine kết thúc nhanh hơn Hãng RT dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 8 tháng 9 cho biết cần có nỗ lực mới để chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev. Nhà lãnh đạo này tuyên bố, tôi tin rằng bây giờ là lúc thảo luận về cách đạt được hòa bình từ tình trạng xung đột hiện nay với tốc độ nhanh hơn. Mặc dù ban đầu không muốn đổ nhiều viện trợ quân sự vào Ukraine như những nước phương Tây khác, song Berlin đã trở thành một trong những nước ủng hộ hàng đầu của Kiev trong bối cảnh xung đột. Đức đã cung cấp cho quân đội Ukraine nhiều loại vũ khí, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1 và 2, cũng như xe chiến đấu bộ binh Marder. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.